để nghiệp lâu dài, đúng không? Nhiều người ca sĩ và hầu hết những người chọn con đường lên chuyên nghiệp họ đều phải tính toán. Vâng. Lâu dài em cũng như vậy. Điều đó. Em cũng tính toán như vậy rồi. Em cũng biết điều đó. Nếu là em qua nói chuyện với em anh cảm thấy em cũng không có gì phải lo. Mọi thứ là trong tầm tay của tôi rồi, đúng không? Hay là cái gì đó anh thấy em cũng không thực sự là em có quan ngại lắm về cái con đường của mình. Nếu anh làm báo, anh phải nỗ lực cái việc là anh phải qua mỗi ngày anh phải nâng cao cái nghề nghiệp, những nhiệm vụ mình lên chút xíu thế nào đó để mình trở thành một nhà báo tốt hơn chẳng hạn, như thế thì chắc ca sĩ cũng vậy chứ không? Chắc chắn ai, bất cứ ai làm ca sĩ họ cũng sẽ phải lo lắng tới cái giọng hát của mình, và họ sẽ phải đi học, cái đó không cần phải nói. Cho nên lên những cái chuyện lên báo tôi khoe hàng ngày tôi đi học thế này thế kia là không cần thiết. Ai rồi cũng sẽ phải tự nâng cao nghiệp vụ cho mình hết, và không cần phải khoe, không phải nói. Và mỗi người có một cái cách riêng. Còn về cái networking thì ai giỏi networking trong cuộc sống thì người đó sẽ thành công. Em vẫn biết cái điều đó, nhưng cái khả năng của mỗi người là tới đâu và thời điểm thực hiện nó là như thế nào thì nó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Em đã ra bao nhiêu album rồi? Một album, và em đang trong quá trình thực hiện album thứ hai. Có thể nói gì về cái album thứ hai bật mí một chút xíu không? Album thứ hai thì nó đương nhiên là nó sẽ phát triển dựa trên màu sắc của album đầu tiên. Nếu album đầu tiên có thể nói tạm tạm đến nếu mà nhạc á, thì màu sắc cho album thứ hai rồi thứ ba rồi thứ tư phải động dần lên, và cuối cùng sau đó nó phải phản ánh đúng nhất cái con người của em tại thời điểm hiện tại. Em sẽ dùng nhạc của những nhạc sĩ nào? Có lẽ là vẫn là những nhạc sĩ mà em đã hợp tác trong album thứ nhất, Quốc Trung, Lưu Thiên Hương. Có thể em sẽ thêm những nhạc sĩ em yêu thích, nhạc sĩ trẻ Hoài Anh, hay là thêm những nhạc sĩ trẻ hơn nữa, Phạm Thanh Hà, những nhạc sĩ nổi lên từ bài hát Việt. Cái album thường là nó đi cùng với một live show, đúng không? Em cũng sẽ có một live show chứ? Em cũng chưa hiểu ý của anh rõ. Live show để em quảng bá cho cái album của mình á. Dạ. Ai cũng làm vậy thôi. Vâng. Ở nước ngoài hay là Việt Nam cũng vậy. Thì cùng với các album của em thì nó sẽ có một live show không? Cái đó em sẽ phải bàn với nhà sản xuất của mình. Còn với cái album đầu tay thì em đã có một cái tour biểu diễn những cái bài hát trong đó, tour gọi là dành cho sinh viên và qua 6 tỉnh thành, và em nghĩ là nó cũng có một cái sự dàn trải nhất định. Cái thường thường là các ca sĩ, nhạc sĩ họ ra album thì đều phải ngoài cái việc gọi là để đánh dấu một cái bước thăng tiến cho nghề nghiệp của mình ra, thì nó còn mang cái tính chất thương mại. Ở Việt Nam thì hơi bị khó, ra album thì nhiều khi là lỗ là chính, đúng không? Nhưng mà với một cái lượng fan khá đông như em thì em có kỳ vọng là đó là một cái thành công cả về mặt thương mại không? Đương nhiên kỳ vọng thì phải có kỳ vọng, còn thực tế thì em nghĩ với cái số lượng đĩa được bán ra với cái album đầu tay thì cũng là một điều mình nên vui mừng. Đĩa đầu tay của em bán được bao nhiêu bản? Dạ xin phép. Cái này để em nói Quốc Trung nói riêng nha. Anh tưởng cái đó là thứ mình phải tự hào, mình phải công bố chứ. Vì nhiều ca sĩ đó là người ta được đo cái độ nổi tiếng bằng cái số lượng album bán ra. Dạ, cũng tùy vào tính của mỗi người nữa. Ở nước ngoài thì nó có hệ thống, nó tính toán. Rồi một cái người ca sĩ nào được cái album platinum bán được mấy triệu bản là ngoài lắm, phải khoe, đúng không? Ở Việt Nam thì hình như là chưa có ai khoe. Chưa có ai khoe vì có lẽ nó chỉ ở mức độ hài lòng, vui mừng. Vui mừng không phải là vì bán ra được với một số lượng vượt trội, mà vui mừng vì chắc là không lỗ. Ok. Em có phát hành trên mạng thế?
hình trên mạng internet là bán qua iTunes. Có iTunes. Em có. Rồi thử. Cái đó em thấy là một có phải là một cái con đường hay ho và là một cái giải pháp cho các ca sĩ ở Việt Nam giờ. Riêng về chuyện này thì nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của em. Thực sự nó về chuyện bản quyền, về chuyện phát hành trên iTunes, rồi chuyện số lượng đĩa, thật sự mà nói nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của em. Cái này thì chắc em phải hỏi lại Quốc Trung rồi em trả lời anh sau vậy. Rồi à, bây giờ anh hỏi em đến cái chuyện như vậy, người nổi tiếng thì bao giờ cũng có những người không ưa mình, có thể nói là ganh ghét nhất, hoặc là có những chuyện nó chỉ nhỏ nhỏ thôi nhưng nó sẽ được thổi lên thành chuyện lớn nếu như mình là người nổi tiếng, có đúng không? Thì cái chuyện đó đối với em, với cái tính cách của em, có lẽ là anh cũng đoán là em sẽ nói ok họ, chuyện của em cứ làm. Nhưng anh muốn hỏi thực, qua mấy tiếng đồng hồ của những chuyện của em, anh muốn hỏi thực sự là cái cảm xúc của em khi em nghe thấy những cái chuyện nó không hay lắm về em, phản ứng của em là như thế nào? Phản ứng ngay khi em nghe thấy là em sẽ la lên vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đấy. Nhưng những người nghe được những câu đấy là những người thật sự thân thiết và gần gũi. Còn với rất vô vàn nhiều người thì em nghĩ rằng là không việc gì mình phải nói lên những cái điều đó. Đương nhiên mình cũng sẽ phải có những cái lúc mà mình bộc lộ cái ở bên trong mình với những người thân thiết nhất để mình giữ cân bằng cho cuộc sống của mình. Còn như trước khi anh hỏi, anh cũng đã phải rào trước là người nổi tiếng, thì khi mà mình ứng xử trước đông người như vậy, mình cũng phải nên biết là mình nên chọn cái cách nào. Thực ra thì người nổi tiếng mà lại có khôn ngoan, mà lại còn học ngoại giao như em, thì ít nhiều thì cũng biết cách kiềm chế cái cảm xúc, đúng không? Cái đó thì đó là đến là đến người ngoài thôi. Hay là ví dụ như anh làm PR thì đương nhiên là bất cứ cái trường hợp như thế nào, khó khăn đến mấy thì cũng mình cười trước rồi giận sau, mà giận thì mỗi mình biết với em chắc cũng vậy thôi. Nhưng mà có những cái chuyện mà khó có thể không nói gì được, bởi vì lựa chọn giữa cái việc không nói với cái việc im lặng hoặc cười khẩy thì nó nguy hiểm không nhiều. Ví dụ như vậy, những chuyện ví dụ như là chuyện đánh ghét chẳng hạn, những chuyện như vậy thì lờ đi có vẻ như là không phải là cái giải pháp hay ho để người ta sẽ còn tiếp tục người ta nói hơn. Và còn khi mà mình có phát biểu phát ngôn thì có thể là nó sẽ dập tắt ngay cái scandal đấy, nó nhanh chóng hơn chăng? Không bao giờ có cách nào mà dập tắt được scandal nhanh chóng. Theo em, thời gian là giải pháp duy nhất. Tuy nhiên về cái chuyện đánh ghen của em thì em cũng đã lên tiếng, em cũng đã có những cái động thái cần thiết của mình. Còn em nghĩ tất cả mọi scandal thuộc mọi thể loại, từ tiền nong cho tới thái độ, rồi cho tất cả ăn mặc, em cũng đều có, em cũng đều ít nhiều đã trải qua rồi. Thì đến cuối cùng là scandal về tình cảm thì em nghĩ em vẫn có thể chịu đựng được, nhưng em đã phải lựa chọn cái nào mình nên nói. Ví dụ như tiền nong là một cái thứ vô biên, không bao giờ cần phải nói. Hay thái độ sang chảnh hay là thái độ kiêu chảnh cũng là một thứ vô biên, không bao giờ cần phải nói. Nhưng những chuyện đụng tới pháp luật và danh dự của mình thì mình phải nói, và em đã nói. Cái đó, cái anh đọc trên một cái tờ báo, em phản ứng làm gì có đến 4 cái tát. Em không chắc chắn là từ miệng em sẽ không bao giờ nói câu làm gì có đến 4 cái tát, mà chỉ ngắn gọn làm gì có 4 cái tát, vì một cái đã là phạm pháp mà 4 cái chẳng lẽ lại, chứ không thể là nói làm gì có đến 4 cái tát giống như là không một cái đến 4 cái. Em nói rất thẳng thắn, đánh người là phạm pháp thì đừng nói một cái hay là mấy, đừng nói là 4 cái mà là một cái. Nếu có
phải là nó dễ dàng, nó rơi vào im lặng giống như thế này. À, cái sau cái scandal đấy á, thì em có thay đổi cái những cái mối quan hệ không? Cũng có thể là có, ít nhiều cũng có, nhưng những người mật thiết với em trong công việc thì không. Ví dụ như anh biết là em vẫn phải gặp giúp Đà Lạt, vẫn phải tại anh ta đánh đàn cho Huy đúng không? Cho nên là trong công việc vẫn phải gặp. Chắc chắn không những chỉ đánh đàn cho Huy mà còn là một trong những người nhạc công guitar hàng đầu bây giờ. Thế thì quan hệ vẫn phải quan hệ, thậm chí là rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Thế còn đối với vợ anh thì sao? Sau khi nó có thể là lùm xùm lên như vậy rồi thì mối quan hệ của bọn em bây giờ thế nào? Vẫn bình thường. Mà hơn nữa thì cô lại làm cho con mẹ hơn. Thì cái đó người ta nói rằng là ok, em có thể không có quan hệ với con mẹ hơn, nhưng mà cô ấy đang promote cho một cái ca sĩ mà ít nhiều trên dư luận đang coi là đối thủ. Thì cái mối quan hệ nào hiện nay của em mỗi khi gặp cô tại Huy, hai người sẽ chào nhau như thế nào? Em nghĩ là đã đủ lớn và đủ lịch sự để vẫn phải chào nhau. Và em và Văn Mai Hương sẽ sớm có một cái live show để cho mọi người thấy rằng đây, chúng tôi có hai con đường khác nhau, chúng tôi vẫn làm việc với nhau và chúng tôi đang cho mọi người thấy một cái sự khác biệt hiển nhiên nhưng vẫn là những đồng nghiệp của nhau. Và những người xung quanh nữa. Thế những hả? Người xung quanh của Văn Mai Hương, đấy, ví dụ như là vợ của Trịnh Đà Lạt chẳng hạn. Cả Huy Tuấn hay là Lê Hiếu thì em vẫn quan hệ rất bình thường, rất vui vẻ. Ok, thế còn cái ngày hôm nay thì dự định của em, những dự án âm nhạc tiếp theo sau khi album thứ hai nữa, em đã có định hướng gì chưa? Trước mắt là phải hoàn thành được cái album đã, bởi vì tìm được những bài hát nó phù hợp với giọng hát của mình thật sự rất là khó khăn. Và khi mà mình ra được một album mà mình cảm thấy hài lòng hơn và mình cảm thấy tự tin hơn thì tự khắc sẽ có rất nhiều công việc cũng như là có thêm những cái định hướng mới để mà những cái ý tưởng mới cho công việc của mình. Nhưng quan trọng nhất đối với em cũng là phải có thêm bài hát phù hợp với giọng của mình, bởi vì bây giờ bài hát không còn nhiều, giai điệu đẹp không còn nhiều, cho nên chúng ta sẽ rất dễ dàng bắt gặp lại những giai điệu quen thuộc, có thể là đảo ngược, có thể là từ dưới lên trên, từ giữa về sau rồi từ giữa về trước. Nói chung là chúng ta sẽ gặp lại rất nhiều những cái quen thuộc như vậy, cho nên rất khó để tìm bài hát mà nó thực sự hợp với mình và hợp lỗ tai mình. Có những ca sĩ họ chọn cái cách là tự sáng tác hoặc là nhờ người ta.